tối rồi Hen mới hạ cánh từ chuyến bay từ Hải Phòng về thành phố Hồ Chí Minh. Hen đã quay xong cái phần bối cảnh ở Hải Phòng của Hen. Thì trong cái thời gian mà quay phim á, Hen rất là thèm hủ tiếu. Mấy anh mà castering á, tức là mấy anh mà nấu ăn ở trong đoàn cũng book từ thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà thật sự là ở Hà Nội, ở phía Bắc thì lại không mua được hủ tiếu. Suốt ngày Hen cứ kêu anh có hủ tiếu không, hôm nay anh có nấu hủ tiếu không. Nói chung là nói hoài luôn, chỉ có hủ tiếu phở mà không có hủ tiếu. Nên là rất là thèm luôn. Thì là bây giờ hạ cánh xong là đi ra đây để ăn hủ tiếu phở. Ngày hôm nay Hen sẽ quyết định ăn hai tô. Khi mà ăn Hen sẽ bỏ ớt nhiều. Ngày xưa thời sinh viên á, nói chung là mỗi lần mà anh em mà rủ đi ăn hủ tiếu một tô 12 đó, tiết tiền lắm. Kiểu như cuối tuần mới dám đi ăn 12.000. Mình sẽ lúc đó là phân tích là ăn mì tôm sẽ rẻ hơn, vì một tô mì tôm là khoảng tầm 3.000. Ăn mì tôm không dám ăn thì sẽ rất là nặng trọng. Nói chung là mỗi lần mà Hen ăn đó là mấy cô sẽ hơi lỗ, bởi vì là Hen phát canh với bỏ ớt rất là nhiều. So delicious. Cái này là hủ, nó là hủ tiếu gõ thôi, nhưng mà cái phong cách gõ bỏ là không còn nữa. Thường ngày ấy là một nửa, phân nửa này thôi, nên là ăn hai tô. Bây giờ mình hơi lố rồi đó. Cô ơi, tính tiền cô. Có bao nhiêu cô? Từ từ. Cô có bao nhiêu cô? 42 nè. Ôi mưa rồi chú ơi. Sao bữa nay mưa rồi? Dạ không, con ăn xong rồi ạ. Lên 42 ngàn.